Ai rồi cũng phũ thôi, bo thúi mới ngày nào còn nói lời yêu thương mẹ. Nhiều, chào mẹ, mẹ con mới đi học đây. Con yêu mẹ nhất trên đời. Tại sao con lại yêu mẹ? Vì mẹ chăm sóc mọi người. À, trời ơi. Đúng là con trai của ta. Này, thái độ bất hợp tác, quyết không PR bài mới cho mẹ. Mọi người hãy xem MV Thị Màu của mẹ nhé. Mọi người hãy xem cả bọn khóc rồi đó. Khóc là mọi người có biết đâu. Cái này nó hài đúng mẹ rồi. Bo thúi nhà Hòa Minzy là nhóc tì hot nhất nhì trong Vbiz, không thua kém gì người mẹ nổi tiếng. Cậu bé sở hữu riêng cho mình một lượng fan cực kỳ lớn nhờ vẻ ngoài đáng yêu khó khỉnh và tính cách cực kỳ tình cảm. Những tưởng sẽ là một nhóc tì hiền hòa điềm tĩnh, thế nhưng Hòa Minzy lại phải té ngửa trước cái cốt làm danh hài của cậu bé. Trên trang TikTok cá nhân, Hòa Minzy đã đăng tải đoạn clip chia sẻ lại khoảnh khắc nữ ca sĩ cùng quý tử có màn tương tác cực lầy lội, khiến netizen cười ngất, kèm theo đó là dòng trạng thái: xem cách con trai tôi quảng cáo bài hát cho mẹ nè. Khi người đẹp nhờ con trai kêu gọi khán giả vào xem sản phẩm âm nhạc mới của mình, nhóc tì đã ngay lập tức đáp lời: mọi người hãy xem cá voi sát thủ nhá. Làm nữ ca sĩ và tất cả mọi người đang có mặt tại đó không nén nổi bật cười thành tiếng. Sau lần tập dượt đầy gian nan, Hòa Minzy vẫn kiên trì chỉ dạy con trai nói lại từ đầu và còn tận tình chỉ từng câu. Thế nhưng đáp lại cái sự nhiệt tình của mẹ thì cậu bé vẫn một lòng trung thành với cá voi sát thủ, khiến mẹ Hòa thì chỉ có nước bất lực đến lặng người. Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu về vô số lượt xem và bình luận: tương lai là vừa đi hát vừa làm danh hài giống mẹ rồi bo ơi, cái cốt nhây này là y chốc bà Hòa luôn, đã xem cá voi sát thủ nhoa, MV mẹ Hòa chắc là không hấp dẫn bằng cá voi sát thủ rồi. Cuối cùng, sau bao lần kiên trì vất vả, công cuộc nhờ bo thúi kêu gọi khán giả xem sản phẩm mới của Hòa Minzy vẫn không thành. Thậm chí, nữ ca sĩ còn phải bật ra câu nói: thôi chết rồi, nó hài giống mẹ rồi, khiến khán giả được fan cười ngã ngửa. Ai nấy cũng đều nhận xét rằng, so với bé bo hiền lành của những năm về trước thì bo thúi ở thời điểm hiện tại lại lém lỉnh khó ai sánh bằng. Cái độ lầy lội nhây nhất này thì đích thị là di truyền từ nữ ca sĩ rồi, không thể lệch đi đâu được. Thậm chí một số còn cho rằng chắc là mẹ Hòa chưa chịu trả cát xê thỏa đáng nên mới có màn PR rất là đầu đuôi lẫn lộn và không có tâm này đây mà. Cho con comeback mạng xã hội sau khoảng thời gian dài tiện thể làm luôn cần câu view, PR miễn phí. Thế mà cậu quý tử nhà cô lại khiến mẹ được một fan khóc gốc nước mắt thế này thì chịu rồi. Dẫu phũ với mẹ trong đợt quảng bá này là thế, nhưng những lần trước đó, bé bo luôn khiến nhiều người phải công nhận rằng cậu bé rất có năng khiếu về nghệ thuật và khả năng ca hát không phải dạng vừa đâu. Chưa dừng lại ở đó, cái khả năng cảm nhạc và nhảy nhót theo trend TikTok của cậu bé cũng không phải dạng vừa đâu. Với cái khả năng ca hát nhảy múa này, cậu bé được kỳ vọng sẽ sớm lấn sân vào con đường nghệ thuật làm truyền nhân, nối gót thành công của mẹ. Trước đó, bé bo nhà Hòa Minzy luôn làm người hâm mộ yêu mến với tính cách ngoan ngoãn hiểu chuyện và rất nghe lời mẹ. Cậu bé nhiều lần khiến người người nhà nhà tan chảy trước những hành động ấm áp và những lời nói yêu thương dành cho mẹ. Bo thúi chính là nguồn động lực to lớn nhất giúp cô thành công và thăng hoa hơn trên con đường sự nghiệp. Bạn có cảm nhận như thế nào về sự thay đổi trong tính cách của bé bo nhà Hòa Minzy? Cùng chia sẻ với chúng tôi nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.